Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vi Tính Đông Quân xin giới thiệu cho các bạn một chiếc laptop của hãng Dell. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp cho các bạn xem coi đây là cái laptop gì. Nó sử dụng chip AMD nha các bạn. Trên đây là thông số của sản phẩm là Dell Virtual 3405 SSD 256GB CPU Ryzen 5 3500U pin 3 cell Windows 10 Home. Mấy thông số của sản phẩm của hãng đấy. Bây giờ mình sẽ đập hộp cho các bạn xem nha. Đầu tiên mở hộp ra mình sẽ nhìn thấy một cái dock sạc, dây sạc và một cái adapter kết nối vào thì mới sạc được. Sách hướng dẫn an toàn gì đó, bạn nào biết tiếng Anh thì cứ đọc xem để xem nó là cái gì. Tiếp theo đây chính là chiếc laptop và hôm nay mình sẽ review cho các bạn. Bỏ cái hộp xuống nha. Trong này còn cuốn sách hướng dẫn nữa các bạn ơi. Đây, Virtual 3405. Đây các bạn có thể xem tổng quan bề ngoài của máy. Nhìn bề mặt nó hơi nhám, màu đen, nếu mà nhìn kỹ thì nó ra hơi màu hơi xám xám. Rất là đẹp, mỏng và nhẹ. Cái này rất là thuận tiện cho các bạn mang đi làm hoặc là đi du lịch ở xa thì có thể mang theo để sử dụng. Rất là nhẹ. Mình sẽ giới thiệu bề ngoài của chiếc laptop này. Thì ở bên phải của chúng ta sẽ có khe SD card để chúng ta gắn sử dụng cho những cái card giống như dùng cho máy ảnh để truyền dữ liệu vào. Bên này là chân USB 2.0 nha các bạn. Và đây là khóa bảo mật Kingston gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Bên trái của chiếc máy thì chúng ta có cổng HDMI, cổng truyền tín hiệu video và một cổng mạng LAN, cổng RJ45 nha các bạn, và hai chân USB Type-A. Cái này có chuẩn là 3.2 cho tốc độ truyền dữ liệu rất là nhanh, và một cái jack tai nghe 3.5mm cho các bạn. Và đây là cái chân sạc của chúng ta, chân sạc loại chân kim loại bé nha. Đây là cái phần thiết kế thêm để tản nhiệt. Còn đây là phần tản nhiệt chính. Gió sẽ thổi ra đây, nhìn khá là tinh tế. Theo Virtual. Bây giờ mình sẽ mở máy ra và xem bên trong của chiếc máy này. Ở đây họ có dán cho mình một phần thông tin, đó là Virtual 14-3000. Còn mã của nó, 3000 này là 3000 seri, còn mã là V3405. Có màn hình là 14 inch Full HD, HD webcam, có chân HDMI, cổng SD card. Bên này là tem của hãng và cái item của cái card màn hình nha các bạn, AMD Ryzen và cái CPU á. Bây giờ mình sẽ còn cái camera này. Vì nó khá là nhỏ đẹp. Bàn phím bấm thì khá là nảy. Những tay bạn nào nhỏ mềm mại thì bấm chắc là khá là thích á. Rồi mình sẽ mở máy này. Họ thiết kế cho mình cái nút nguồn ở đây bấm rất là cứng nha các bạn.
mình phải dùng lực mới mở vào được á, thì tránh cho các bạn nếu may đụng phải thì nó bị ngổ máy đi. Khá là thông minh, thiết kế cũng như này an toàn cho các bạn khi mà nhấn nhầm. Thì đây là bên trong của chiếc máy, ta thấy là đây là đeo Vostro 3405 và dùng CPU là AMD Gen 5 3500U với tần số là 2.1 GHz. Cái này boost tối đa thì mình lên được 3.7 nha các bạn. Sử dụng ổ cứng SSD M2 SATA, à không phải, M2 PCIe NVMe nha các bạn, 256GB và RAM là 4GB, tốc độ là 2400 và RAM này là chuẩn DDR4 nha. Bây giờ mình sẽ mở lên hệ điều hành. Touchpad bấm nghe rất là êm. Để xem nó có mượt không. Vi khá là mượt mà nha các bạn. Vi chuột rất là thoải mái, rất là nhạy. Pin của chúng ta là pin 3 cell, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây à, bây giờ nó đang hết pin rồi, nhưng mà 19% mà còn có thể sử dụng được 30 phút thì pin này sử dụng khoảng trong 5 giờ. Các bạn có thể sử dụng cơ bản những phần mềm như là Chrome hay là các phần mềm văn phòng Office, Excel. Với cấu hình của máy này thì các bạn có thể chơi game cấu hình nhẹ. Nếu mà là chơi liên minh á thì chúng ta có thể bật max setting, max cấu hình được. Còn nếu mà chơi PUBG thì các bạn chỉ chơi được ở chuẩn thấp thôi, như là HD thôi. Đây là RAM 4GB. Máy tính này khi mới xuất xưởng mua thì chúng ta sẽ sử dụng Windows 10 Home Single Language bản quyền nha. Còn nếu các bạn muốn nâng cấp lên bản Pro thì có thể tham khảo website của trang uy tín Đông Quân .com. Bên này là card đồ họa của CPU, đó là nó sử dụng GPU AMD Radeon Graphics với tổng lượng RAM có sẵn và RAM chia sẻ từ máy qua thì là tổng là 2233 MB. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến cái màn hình của cái laptop này. Thì màn hình này là 14 inch nha các bạn, vì nó gần như là full viền. Mình sẽ mở cái phần display setting cho các bạn xem. Thì đây là màn hình full HD, thì độ phân giải của nó sẽ lên tới 1920x1080 pixel nha. Hình ảnh rất là sắc nét. Ok, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn chiếc laptop Dell Vostro 3405. Chiếc laptop mỏng nhẹ này thì các bạn có thể mang đi làm hoặc đi du lịch, phù hợp cho từ doanh nhân cho đến nhân viên văn phòng hay là sinh viên, ai đều dùng được hết, trừ những người như là thiết kế, giống như thiết kế đồ họa, kiến trúc sư gì đó sử dụng thì nó hơi yếu thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể tham khảo chiếc laptop này ở trên website Vi tính Đông Quân hoặc là trang đongquantech.com nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.